Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong 48 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Như vậy, câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này đó chính là phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ giữa chất môi trường bên trong và bên ngoài tế bào. Cô ký hiệu nồng độ các chất tan môi trường bên ngoài sẽ là CA, còn nồng độ chất tan bên trong tế bào sẽ là CB. Dựa vào sự chênh lệch nồng độ giữa môi trường bên trong và bên ngoài thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 loại môi trường khác nhau, gồm có môi trường nhược trương, ưu trương và môi trường đẳng trương. Vậy 3 môi trường này sẽ có đặc điểm gì để phân biệt giữa chúng? Đó chính là nồng độ chất tan. Cô có một bảng so sánh sau để các em có thể dễ dàng hình dung và xác định được. Đối với môi trường nhược trương thì CA nhỏ hơn CB. Tức là gì? Tức là nồng độ chất tan môi trường ngoài sẽ ít hơn nồng độ chất tan môi trường bên trong tế bào. Do đó, chất tan sẽ từ tế bào đi ra môi trường ngoài. Môi trường đẳng trương tức là chất tan đi ra bằng chất tan đi vào. Và môi trường ưu trương sẽ đối lập lại với môi trường nhược trương. Lúc này thì CA sẽ lớn hơn CB và chất tan sẽ từ môi trường ngoài đi vào bên trong tế bào, bởi vì khi này nồng độ chất tan ở môi trường ngoài nhiều hơn nồng độ chất tan bên trong tế bào. Ở phần này thì các em lưu ý một chút nữa về đặc tính lý hóa học của các chất. Đối với các chất mà không phân cực có kích thước nhỏ như là CO2, O2 thì có thể dễ dàng khuếch tán qua các màng sinh chất, nhưng các chất phân cực hoặc là các chất ion, các chất có kích thước lớn thì chỉ được khuếch tán vào bên trong tế bào qua các protein màng. Như vậy cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.